Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu chân kinh nghĩa nhiệm hầu, Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô Bát Quan Hội Hợp Bát Bồ Tát. Nam mô Bát Quan Hội Hợp Bát Bồ Tát. Qua hồi thượng Phật Bồ Tát nhiều pháp liên quan đến Bồ Môn Phật danh hiệu Quán Âm. Tôi nghe như vậy bây giờ trong nỗi quá sen chánh ma Bồ Đề Bồ Tát hiệu Bồ Tát ni cũng chân chánh ni. Thưa Phật Bạch Sơn Thế Tôn này, Quán Thế Âm do nhân duyên gì được danh hiệu ấy? Đức Phật liền dạy này các Bồ Tát, nếu có muôn ức các loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn khi được nghe còn các Quán Âm. Và nếu được giải thoát an lạc thì chân có người bất hạnh lâm cảnh hoa hoạn xin niệm Quán Âm nhờ xin quay thần lừa chẳng trái đặng lại yếu có người bị nước cuốn trôi thần niệm lên chỗ cảm nếu kẻ đi thiện vì tìm châu báu vàng bạc mã não hộ pháp chân châu xa cừ lưu ly san hô ngọc quý lên đơn nghiệp lớn bảo tác chấp dồn rồi bị trôi dạng vào nước la sát thì nên thành tâm trì niệm Quán Âm. Nam mô Sư Lại nếu có kẻ sống bị hãm hại bằng trượt nhau vậy thì nên thành tâm trì niệm Quán Âm. Lúc đó giao vậy liền gãy từng khung và được thu thoát nếu bị la sát hoặc quỷ già xóa hại thân ta. Không dám dùng mắt dọn người muốn là hãm hại nếu như có người do nghiệp hay tội bị cảnh lao lùng xiềng xích gông cùng trói buộc khắp thân nhờ niệm Quán Âm có cảnh thù đài dính ăn quả tai nếu đọc lương giá trên đời niệm trời. Con thì đừng ngô quán chỉ cần người kia khuyên các đồng nghiệp hết lòng trì niệm xin hiệu Quán Âm vị ban vô quý cho mùa quan hỷ thương muôn nghe xong trì niệm hết lòng Nam mô Bồ Tát Đức Quán Thế Âm nhờ xin quay thần thoát khỏi lấy nàng. Xương quay thần rộng sâu như biển công đức hiển hiện không thể nghĩ bàn lời lạc quần sanh vì thế các ông thường phải một lòng vì danh Bồ Tát nhiều có chúng sanh bạc tánh tham lam ngũ si hận dẫn được cung kính niệm Bồ Tát Quán Âm. Điều tan biến nếu